Ok, chào mừng mọi người đã trở lại channel của mình. Hôm nay mình đập hộp một số thứ rất là đặc biệt trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì mình đập hộp chỉ có một đôi giày thôi, còn lại là mình sẽ đập hộp là những thứ là liên quan tới áo. Thì trên đây thì các bạn thấy là mình có một cái hộp màu cam, thì các bạn nhìn là biết là của Field God rồi. Thì những cái hộp Field God có lá bên Nike thì luôn luôn là màu cam như vậy nha. Còn đây là một cái thùng khá là to, và để biết trong đây có gì thì các bạn theo dõi cái video của mình nha. Đầu tiên thì giới thiệu mọi người đây là đúng size của mình nha. Mình mua đôi này để mang 9 US, và mình mua đôi này là new chứ không phải là new hoàn toàn, 9 US nha. Một hộp khá là cứng cáp, và đặc trưng của Nike collab với lại Field God thì luôn là một cái hộp rất là cứng như vậy nha. Đó, rất là cứng. Và đầu tiên mà cái hộp này thì cùng một đôi Ford ra, mình đọc là Ford ra, và đây là phiên bản đặc biệt, là phiên bản của Jerry Lorenzo dành tặng cho những bạn bè của mình, và mình may mắn có được đôi này từ em Nguyễn Long Khánh. Em Khánh có để lại cho mình đôi này với cái giá khoảng 8 triệu mọi người. Thì mình sẽ mở đôi này ra. Thì cái hộp thì không có gì để đáng nói cả, nhưng mà đáng nói là đôi giày chúng ta, đúng không? Mở hộp ra thì nó là một cái hộp kéo. Kéo là tất cả những cái loại giày đặc biệt của Nike collab thì luôn luôn là những cái hộp này. Thay vì mình giới thiệu từ đầu là giấy gói này các bạn thấy không? Thay từ đầu mình giới thiệu các bạn là giấy gói nó có gì như là những video trước, thì hôm nay mình sẽ không giới thiệu. Tại vì cái giấy gói này nó đâu có gì đâu mà nó có gì đặc biệt đâu. Mình sẽ đóng hộp lại và nhân vật chính chúng ta đây. Fora, Nike Air Fora collab với lại Field God. Thì những cái bản Fora như là bản màu đen và bản màu trắng, thường thường nó lại full da như vậy hết, nó full da như vậy hết, nhưng mà chỉ là một là màu đen, hai là màu trắng. Còn riêng đôi Friend Family này thì Jeronzo làm là nó màu xám nha mọi người. Những cái strap này màu xám và da này màu xám, cho các bạn coi rõ hơn tí. Đó, các bạn thấy không? Đây những chi tiết này của nó. Thì cái đôi này có gì đặc biệt? Nó đặc biệt ở cái chỗ là nó là Friend and Family, thì có như vậy thôi nha mọi người. Còn lại thì cái chất lượng của đôi rác này thì mình khuyên là nên cải thiện một tí, tại vì cái đôi này đi khá đau chân. Đây các bạn thấy không? Cái đế này tại vì hôm qua mình đã mang trải nghiệm đôi này thử một hôm rồi. Thì những đôi này thì mình nghĩ là những bạn nào mà chân thon á thì nên đi nha. Chân mình là cũng thon á, nhưng mà là dạng chân to bè. Nhưng mà mình đi đôi này mình cảm giác là nó khá cứng, nó cứng. Nó rất là cứng, nó khác hẳn so với con Ford 1. Con Ford 1 thì ở dưới cái tấm lót của nó có nói là cái đệm e hết. Cái đệm e mà giống như cái miếng dung ở dưới con SV Dunk á. Để giới thiệu về đôi này thì mình chỉ có giới thiệu như vậy thôi, tại vì nó không khác bất cứ một cái đôi Ford ra nào hết. Nó chỉ khác là nó là bản Friend Family và nó có những cái chi tiết này màu xám thôi, làm cho cái đôi giày nổi bật. Một cái lace lock trong suốt. Trên đây có chữ Air Field God này. Xong, và phần đế này. Phần đế này thì mình đã rất mong đợi, tại vì lúc mà hồi xưa mình có đôi Ford 1 á, cái phần đế này nha, mình thấy những cái phần E này nó khác hẳn hoàn toàn với những cái đế E như là E Max hay là E Jordan này kia. Ở đây là mình giới thiệu sơ đồ này nha, và mình sẽ giới thiệu tiếp theo những món đồ mình tập hợp cho mọi người. Ok, và mình sẽ bỏ đôi Ford này qua một bên. Các bạn nào muốn coi thêm thì các bạn hãy ngắm sau này. Bây giờ mình sẽ tập hợp một số thứ hay ho. Thì đây là một cái thùng mình nhận được từ em Nguyễn Đình Trung Hiếu, là một seller, nói chung là cũng là admin trong group Ford Việt Nam. Thì em Hiếu này bán rất là nhiều đồ hiếm và bán cho rất là nhiều người nổi tiếng như là Terry Hồ hay là một số ca sĩ Việt Nam, và rất là nhiều anh em chơi Ford ở bên dần này là có thể liên hệ em Hiếu để tìm cho mình món đồ phù hợp cũng như là món đồ hiếm nha. Như những món đồ essential đại trà thì nói essential đại trà thì cũng không phải, nhưng mà cái đó là sẽ dành tầm khoảng 2 năm trước thì essential nó không đại trà, nhưng mà kỳ này nó khá nhiều, thẳng thắn nó khá nhiều. Đầu tiên, cái áo này tôi đảm bảo mọi người không thể kiếm trên thị trường, tôi đảm bảo nha. Đây là một chiếc áo mình đã mua của em Hiếu với cái giá là 7 man thì tương đương với là 14 triệu. Và các bạn thấy không? Nó là một chiếc mesh Ford giống như áo jersey vậy á. Cái này hoàn toàn khác nha. Các bạn thấy cái logo Ford này không? Và đặc biệt là áo này không có tag. Không có bất cứ tác không hay là không có bất cứ một cái tác nào, chỉ có một cái áo và logo Ford, logo của Field God chữ F đây. Bởi vì sao? Đây là bản sample mọi người, bản sample nha, là bạn thử. Em Hiếu có bao check cái áo này trọn đời cho mình, là hàng legit. Em Hiếu đã rất là nhiệt tình khi đóng gói rất là cẩn thận cho mình chiếc áo này. Vẫn còn mùi nước hoa của em Hiếu trên này. Và thực sự là để mà sở hữu một cái áo sample như vậy rất khó mọi người. Mọi người phải trải qua một là quá trình legit check này, hai là các bạn phải đặt cái mức độ tin tưởng các bạn vào seller. Thực ra có hàng ngàn hàng vạn cái áo như thế này ngoài chợ trời hay là những cái nơi buôn bán. Đó thì mình giới thiệu cho các bạn coi con Ford
sample là nó như vậy. Thì em Hiếu bán cho mình một con nữa. Con này mình mua cũng chát lắm. Mình mua với cái giá là 8 man. 8 man thì các bạn thì tưởng tượng ra 8 man thì bây giờ nó tương đương với lại 17 triệu 8 hay 17 triệu 9 nhỉ. Tại vì man nó đang xuống giá. Fear of God Union. Đó. Áo này thì mình mua size M nó to hơn tí. Tại vì size mình kiếm không có. Và đây là thuộc... đây. Áo này có tag nha. Đó, một cái tag Fear of God đằng sau này. Và theo em Hiếu nói thì đây là một trong những cái áo cũng khó săn. Đây đằng sau có tag Union. Em Hiếu nói thì đây là một trong những cái áo mà cũng khó săn. Năm tầm 2017-2018 lúc mà nó ra đời á, cái giá nó cũng rẻ lắm, nó không có mắc như bây giờ. Mình không hiểu sao bây giờ đùng một cái nó lên quá trời lên luôn mọi người. Để sở hữu một con áo thun này nha. Thằng Thách đây là một con áo thun. Tại vì nó có thun nè. Thì các bạn phải bỏ ra cái giá là 8 man, 9 man bây giờ. Và riêng hôm bữa mình có, em Hiếu có up một con áo màu đỏ. Thì mình có vô hỏi thì em Hiếu báo cái giá của mình đây là con này thì nếu mà bán cho anh thì em sẽ để với cái giá là 21 man. 21 man tương đương là 42 triệu. Thì các bạn có thể mua một chiếc center thay vì các bạn khoác một cái center trên người như vậy. Đây là con áo Fox Union. Ok, và tiếp theo là đây một số cái áo để em Hiếu gửi cho mình review nha. Chứ mình hoàn toàn là mình không có tiền để mình mua những cái áo đâu mọi người. Cái áo này nó mắc lắm. Theo mình biết là những con áo khoác satin này rất là mắc. Mình không có tiền để mình mua đầu tiên. Đây cũng thuộc Fit Collection năm 2017 luôn. Đây một chiếc áo satin Fox. Chất liệu là satin. Như các bạn thấy những con áo mà áo này á, cái chất liệu này rất là giống với là chất liệu trên những cái đôi Celtic Bo mà bạn satin trên những con Air Jordan á. Đó thì cái chất liệu này và cái điều mình ghét ở chất liệu này cái á là nếu các bạn mang những cái áo này xong các bạn đeo ba lô hay đeo gì bất cứ trên người nó hay bị trượt xuống. Bây giờ những con áo này thì nó dao động khoảng 10 tới 12 man là khoảng tầm 20 đến 24, 26, 27 triệu gì đó. Tùy với seller hay là tùy con nên là tùy mức giá mà cần thiết hay sao đó. Áo khá là nặng luôn. Mấy đây là lần đầu tiên mà mình review những cái món đồ Fox mà nó mắc tiền như vậy nha. Tại vì trước giờ mình review là hầu như về giày Fox thì rất là dễ thề với các bạn luôn, giày thì nó rất là nhanh. Đó, còn áo thì mình chỉ biết là mình cầm trên tay thì nó như nào thôi. Mình chỉ biết cầm trên tay. Ủa, bên trong cái áo này là cái lớp lót nó giống y như cái made Fox vậy mọi người. Đó thì mình cầm trên tay những cái áo như nào thì mình nói vậy thôi, khá là nặng. Không chỉ về nặng về áo mà nó còn nặng về tiền nữa. Thì mình lấy cái bọc ra đây. Đây cũng là một con y chang như vậy. Theo Hiếu nói thì con màu hồng này nó hiếm hơn con kia. Đằng sau lưng thì vẫn là chữ Fear of God mọi người. Và cũng là Fit Collection, là một trong những collection siêu hiếm. Đây là một chữ Fear of God theo, khá là cứng cáp. Và giống như chiếc kia thì con này khá là nặng. Và con này thì nó khá được hết nút mọi người. Đỉnh cao của những chiếc áo ở Việt Nam mình, nếu các bạn có coi Hibon á thì các bạn có thể thấy là những chiếc áo này nha, nó có những cái huy rất là đặc biệt. Đó, vì cái chất lượng của nó. Đây thì mình đóng vô, mở ra, rất là dễ. Mà thật sự thì nếu mà review là người ta hay kiểu người ta mặc những cái áo này lên đúng không? Nhưng mà mình không. Thì mình cảm thấy mình không hợp với những cái áo này mọi người. Tại vì mình chỉ cầm cho mọi người biết coi là nó như nào thôi. Đó. Đều là chất liệu satin, khá là dày dặn. Và nếu thì mình nói từ đầu clip tới giờ rồi, các bạn kiếm giá tốt hay là những món đồ hiếm thì các bạn tìm em Hiếu nha. Đó. Và đây là mình giới thiệu sơ cái áo màu hồng. Mình đào hợp tới món tiếp theo. Cái này nó độc hợp thì không phải, cái này là giới thiệu thôi. Còn những cái con đầu tiên mình nói với mọi người, những con mình mua thì đúng mình mua thì... Ủa, đây là một con áo thun à? Đây là một con áo thun. Ủa, hình như cái collection này lúc nào cũng là đồ hiếm mọi người. Cái collection này. Đây là một chiếc áo thun Fear of God màu xanh. Và các bạn không biết thì những cái bản màu xanh này luôn là một trong những cái bản rất là có giá trị sưu tầm của Fear of God. Đó. Và đây là một cái áo thun thì ở đây nó có cái logo Fear of God. Phải logo Fear of God nhưng mà một cái quả bốn lá may mắn ở đây. Đằng sau này thì cái chữ Fear of God nói rồi. Còn ở trên này là cái chữ I love LA. I love Los Angeles. Vậy thì chắc chắn áo này là dành cho Los Angeles rồi. Ủa mà áo này to phết nhở, cái này là size gì đây? Thật sự mình không thể biết được cái size của cái áo này nó như nào nữa. Seller hay nói SML nhưng mà áo này không có size. Mình không hiểu tại sao một cái áo thun rất bình thường như vậy. Vải của nó thì hoàn toàn không như mình mong đợi. Vải thì nó không... À, thực ra thì mình cầm cái áo này nó không đặc biệt bằng những cái áo kia. Thật ra thì nó là một cái áo thun rất là bình thường mà nó chỉ in chữ lên thôi. Và nó có cái tag của Fear of God. Thì cho những bạn nào chơi vintage Fear of God á, bạn có thể biết là Zenzo mua những cái áo vintage về, cắt cái tag cổ đi, bắt đầu vẫn để cái vết cắt nha, vẫn để vết cắt luôn và bắt đầu khâu cái thác Fear of God lên trên cái cổ này bằng cách đó. Sau đó ông ta in thêm những chữ Fear of God ở sau lưng hay là
bất cứ vị trí nào mà ông ta thích và bắt đầu một cái dòng chữ phim God và giới thiệu ở đây. Và sau đó những con áo đó được bán với cái mức giá retail là 800-900 đô. 800-900 đô thì tầm mười mấy triệu đó mọi người. Mười mấy triệu thì bây giờ á, giờ tại vì mọi người có theo dõi Instagram mình thì biết là mình cũng có sở hữu một số những cái áo vintage. Lúc mà mình coi cái giá resale của những cái áo vintage của Lorenzo á, bán luôn một cái áo thun, đúng cái áo thun nha. Tức là mình thấy đây, mình cũng đang mặc một cái vintage 2003. Cái này là của Linkin Park. Đừng nhớ tới Linkin Park. Xong, và áo đó bán với cái giá là 17-18 man nha, ngoài triệu. Các bạn phải trả tới cái mức giá là 30-40 triệu cho một chiếc áo thun. Nhưng mà nếu một cái áo thun vintage các bạn mua giá bình thường nó sẽ nằm dao động khoảng 1,000 rồi, là 10 man đó. Và đây là nó được làm với phim God nữa nên cái mức giá nó lại rất là cao. Và có những con chỉ có một con à. Và đây là clip của mình giới thiệu một số về đồ phim God. Và bạn nếu mà nói nhiều thì mình vẫn nói nhiều hơn được về giày. Còn nếu mà nói về những cái món đồ này thì mình kiến thức mình khá là hạn hẹp. Và mình chỉ giới thiệu các bạn coi là mình cầm trên những cái áo này thì mình thấy nó như thế nào, chất lượng hay là gì của nó thôi. Chứ mình hoàn toàn mình không đi sâu vào, mình chỉ đi sâu về giày thôi. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo review một đôi giày nào đó. Và đừng quên like và subscribe kênh cho mình, cũng như là để lại một comment cho mình biết là những thiếu sót trong video của mình. Ok, cảm ơn tất cả các bạn nha.